Chào các bạn, hôm nay dẫn các bạn đi câu cá nha. Đi câu cá ở trên sông Potomac ở Virginia. Bữa nay thì chỗ này cáo cá bông lau, nhưng mà đôi khi mình hên thì có mấy con cá khác. Bữa nay thì hai cần. Còn sao quá trời người, họ đang chơi tàu này kia nọ. Rồi đi câu thôi. Thằng xéo hay thằng xéo có bùm lao. Dính con này được á, cũng ok. Dữ không? Nó gần à. Cái này ấy cho nó dễ. Cái này hơi cao à. Từ từ ông hai. Thôi kéo mình lên đi. Dính cá cũng khổ hả? Từ từ đại ca. Xong xuôi. Ây da. Chụp tấm hình à. Cũng bự à, cũng ok ha. Này cũng khoảng 2 kg, ký mấy 2 kg. Giống hình như là gần bằng con đầu tiên. Nó bị cái gì à? Chụp tấm hình cái. Sẽ lại. Rồi. Xong xuôi. Thấy không? Tôm á, mồi tôm á, ăn nó, mấy con bự nó ăn. Còn mồi clam á thì nhỏ không à. Rồi đi con. Bỏ ra, mày không bỏ ra. Mày không bỏ ra sao tao thả mày?
Dính rồi, khổ, định bỏ xuống. Ai ngờ ông tôi đớp liền. Trời nhỏ, con này nó nhỏ. Kéo nó lên đây trước kìa. Thôi đi ông hai ơi, nhỏ mà vậy mà làm tùm lum tùm la, tưởng mày bự lắm. Đây con thứ hai. Rồi đi đi mẹ ơi. Ôi trời, rồi chạy rồi, có hai cần xuống, cần này là tôm hùm đất còn sống, cần kia thì là tôm chết đó. Tôm hùm đất có mấy con kia nó đang dưới, nó đang rỉ á, để coi làm sao. Nãy giờ chưa có ai dính được cơ hùm đất á. Này là cái reel mới để mà định bữa nay đem ra để mà thử coi mở hàng có ai mở hàng không, nhưng mà nãy giờ chưa có dính ruột không à, chưa có kéo được em nào lên hết. Trời ơi, tụi nó dính à. Ở bên kia là nó đang dính à. Ủa, nãy thấy dính mà. Đó. Ui, nó chạy. Ui, chạy dữ. Mở hàng rồi, mở hàng được cái view này rồi.
Oh, giục 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 giục. Bye guys. Quick release. Ơi. Hên là có camera. Uổng là không có chụp được tấm hình, không sao. Man, that was good fight. Nay toàn là bông lau không à. Chụp tấm hình cái. Rồi xong xuôi. Em này cũng bỏ đây cái. Em này cũng bự á. Trời ơi, cái bụng của ông. Cái bụng của ông bự ha. Con cá này nó đẹp phê. Rồi. Lucky day. Đi ra đường khá không hay. The other way. Rồi. See you later. Còn nhỏ, nhỏ không được bự. Phải xuống đây. Wow, nó nuốt luôn. Nuốt lưỡi bà nó rồi. Ow, đứt luôn. Bye.